Xin chào các bạn nha, đây là một cái con máy chiếu đã qua sử dụng có giá khá là ok, đang được bán tại trang web maychucũ.com các bạn ạ. Hiện tại thì tôi đang chiếu một cái màn chiếu có kích thước chiều ngang lên đến 3 mét, hay chúng ta còn gọi là màn chiếu 150 inch nhé. Màn chiếu 150 inch có chiều ngang là 3 mét và chiều cao là 1 mét, chiều cao là 2 mét 25 đây các bạn. Dòng này thì các bạn sử dụng để chiếu quán cà phê này, xem phim bóng đá thì thật sự rất là tuyệt vời luôn. Tôi sẽ bật cái đèn sáng lên để các bạn thấy được nhá, cái độ sáng của nó vẫn không hề bị ảnh hưởng nhiều mà nó còn rất đẹp nha các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Các bạn có thể tham khảo trang web maychucũ.com để xem thêm các cái dòng máy chiếu đã qua sử dụng nha các bạn. Maychucũ.com cung cấp sản phẩm chính hãng, được bảo hành một đổi một và tư vấn hỗ trợ lắp đặt hoàn toàn miễn phí.